Hẹn ở quán cà phê thì là Phong hẹn hò ai nhiều nhất? Hẹn hò với bạn bè. Tính ra cả năm trời em cũng chưa có thời gian để đi để uống cà phê như thế này. Tại vì mỗi lúc mà có thời gian rảnh rỗi thì em lại nghĩ ra một cái việc khác. Mình thì dành thời gian cho công việc của mình. Rất là đam mê công việc của mình, lúc nào cũng chỉ không ngừng nghĩ về công việc. Người ta có một cái câu nói mà không bao giờ sai là có một thời thôi. Em cũng sợ mình già đi, đến lúc nào đó người ta sẽ quên mình. Thế nên là có những cái thời gian muốn dành cho công việc nhiều hơn. Lúc mà Phong bắt đầu vào Sài Gòn để mà lập nghiệp nó như thế nào? Để mà nói rằng là cái con đường ca hát của em thì nó dài lắm, nhưng mà tóm tắt thì là do em đam mê thôi. Ngay từ lúc mà lên cấp 2 là mình đã đi học nhạc rồi. Mặc dù hồi đó là mình suy nghĩ là học là chỉ để gọi là thỏa mãn cái niềm đam mê của mình thôi. Xưa mà em đi theo cái con đường chuyên nghiệp về ca hát, bố mẹ lúc đó có phản đối hay là có ủng hộ không? Ban đầu thì cũng không có thực sự ủng hộ con đi theo cái con đường này. Tại vì biết là đi theo con đường này thì không có ai giúp được mình cả. Rất là vất vả vì mình đam mê quá. Rồi sau này bố mẹ cũng phải ủng hộ. Học xong và ra trường thì giống như kiểu mình đang ở trên một cái ước mơ nó rất là cao. Mình nghĩ những điều nó hoàn toàn khác khi mà mình ra đi làm. Nhưng mà thực sự là cái thời gian đầu tiên thì nó hoàn toàn khác xa so với những gì mình nghĩ. Lúc đó thì không phải là mình lên sân khấu chỉ mình chỉ hát hay thôi mà người ta đã yêu mến mình. Mình cần một cái level, một cái name và có những cái sản phẩm để khán giả biết đến. Thì hồi đó em chưa hề có một cái sản phẩm nào cả. Mình lại may mắn được gặp những người anh, người chị, đồng nghiệp. Họ đã có tên tuổi rồi thì họ cho mình những cái lời khuyên. Tính đến thời điểm này Phong đã chính thức vào nghề đã được bao lâu? Tính đến năm 2019 này là em đúng chẵn 10 năm đi hát rồi. Mặc dù là mình đã đi hát 10 năm rồi nhưng mà khán giả chỉ mới biết đến em khoảng chừng 4 đến 5 năm thôi. Tại vì những năm tháng đầu tiên là những ngày tháng mà khó khăn nhất. Thì mình chưa có tên tuổi thì mình phải đi hát rất nhiều những cái tụ điểm. Thì đấy cũng là một khoảng thời gian để mình rút ra những kinh nghiệm và tạo những cái bề dày kinh nghiệm cho mình về sau này. Mình có kinh nghiệm nhiều hơn, mình biết được cái sự gian nan nhiều hơn. Để sau này khi mà mình thành công thì mình sẽ biết trân trọng nó nhiều hơn. Em phải đi hát, em phải nằm xe khách này, em phải ngủ gầm sân khấu và em phải làm rất là nhiều những cái công việc khác để mình có thể mình duy trì cái công việc của mình. Thế nên mình phải cố gắng rất nhiều để mình phát triển cái công việc của mình. Không biết là chuyện tình cảm của Phong thì như thế nào? Tại vì thấy là từ nãy đến giờ Phong chia sẻ là gần như là cái công việc của mình đã chiếm hết thời gian của mình rồi. Đây là cái vấn đề mà khó xử nhất này. Mình cũng có lúc đi hát mình thích một ai đó chẳng hạn, nhưng mà rồi cái cảm giác nó cũng phải trôi qua thôi để mình dành cho công việc nhiều hơn. Đến một lúc nào đó mình nhìn lại mình vẫn còn bị ế. Nhưng mà rồi tuổi trẻ thì cũng chỉ có chừng đấy năm thôi. Thật sự là nếu mà mình không dành ít thời gian cho những chuyện đấy thì sau này thật sự ế luôn á thì... Rồi em phải cố gắng nhiều hơn. Phải phấn đấu thôi. Chị có biết là áp lực lớn nhất của em bây giờ là mỗi lần mà năm hết Tết đến em đi về nhà thăm gia đình, ông bà sẽ đặt ra một cái câu hỏi là bao giờ mày dẫn người yêu về đây chỉ để cho tao. Em nói thôi bây giờ từ từ, cho con một vài năm nữa. Em toàn dùng những chiêu thức để gọi là câu giờ. Nhưng mà khai thật đi, từ khi vào Sài Gòn là đã có yêu cô nào chưa? Cũng có quen nhưng mà thực sự là được một thời gian rồi sau đó người ta cũng thấy mình dành nhiều thời gian cho công việc quá. Đến rồi họ cũng phải dành cho mình một cái sự lựa chọn. Thì thôi bây giờ mình cứ cố gắng để lo cho gia đình, cho bản thân và lo cho những cái việc mình dự định trước. Sau này khi nào mà công việc mình thực sự ổn định rồi, mình sẽ cố gắng tìm một cô gái nào đấy. Tại vì em cũng sợ là sau này mà yêu một ai đó mà làm cho người ta khổ lắm. Thôi thì bây giờ trước mắt là mình cứ phải cố gắng làm người tốt trước. Khi nói đến người của công chúng, nói đến các nghệ sĩ thì chắc chắn là không thể tránh khỏi những dư luận trái chiều hoặc là những cái scandal. Thì Phong đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy chưa? Em trải qua nhiều chứ. Ban đầu thì thực sự là gặp những cái sự cố như thế này mình cũng rất là bực bội, rồi có những cái cảm xúc mà nó nhất thời á. Nhưng mà lâu về dài thì mình có kinh nghiệm hơn. Mình nhận được những cái lời khuyên từ những bạn bè, những người anh em đồng nghiệp đi trước. Họ sẽ có những cái câu động viên mình. Bây giờ em cảm thấy mọi việc nó bình thường hơn. Ra một cái sản phẩm người ta có thể chê mình, người ta có thể có những cái lời nói không hay về những cái sản phẩm của mình. Cái điều đó là điều chắc chắn luôn. Lúc đó mình đọc được những cái điều đó mình thực sự mình không vui thật. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì mình cảm thấy nó rất là bình thường. Mình xem đó là cái động lực để mình cố gắng phát triển nhiều hơn trong công việc. Bởi vì là phải có những người như thế thì mình mới thay đổi bản thân mình là thứ nhất, và thứ hai nữa mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Khán giả họ khó tính với mình cũng là một cách để mình có thể kỹ lưỡng hơn, khắt khe hơn với bản thân mình để khi mình phát hành những cái sản phẩm để đến với khán giả nó sẽ thành công hơn. Và chính xác là như vậy, tại vì biết được tin vui là tháng 3 Phong đã nhận được không chỉ một mà hai giải thưởng rất là quan trọng. Hai giải thưởng năm nay ở thời điểm tháng 3 đó chính là em nhận được một giải thưởng là ca khúc hiện tượng của năm 2018 ở Pop World, và cái kênh YouTube của em cũng trước đó 2 ngày là đã đạt 1 triệu người theo dõi. Và rất là vui và hạnh phúc khi mà mình cùng một lúc nhận được hai cái giải thưởng như thế này. Thực sự là đây là một cái giải thưởng rất là tuyệt vời đối với cá nhân em. Tại vì em đã chờ đợi điều này gần 10 năm rồi. Và chắc chắn là bố mẹ cũng rất là tự hào về các thành tích của con trai mình. Chắc chắn rồi. Ngày xưa thì chỉ có thể gọi điện thoại để nghe giọng nói của con thôi. Nhưng bây giờ thì mẹ em có thể vào Facebook xem những cái thông tin của em nhiều hơn, để hiểu về cái công việc của em nhiều hơn. Thì cũng có những lúc trong cuộc sống em gặp những cái chuyện vui, chuyện buồn thì mẹ em cũng là một người bạn để có thể chia sẻ cùng với em được. Là mở đầu cho năm 2019 đã là những niềm vui vô bờ bến rồi.
chắc chắn là để tiếp nối những niềm vui đấy sẽ còn những cái dự án âm nhạc tiếp theo để gửi đến khán giả đúng không? Thì năm 2018 thì có rất nhiều những cái sản phẩm khán giả họ dành nhiều tình cảm cho mình. Đây cũng có thể là một cái áp lực và cũng là một cái động lực để mình cố gắng nhiều hơn để phát triển trong cái thời điểm đầu năm nay. Thế nên là vài ngày nữa thì em sẽ cố gắng có một vài sản phẩm để tặng cho tất cả khán giả. Còn sản phẩm của em sắp tới như thế nào thì chắc chắn là khán giả và kể cả chị nữa sẽ được xem thôi. Và em hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn. Năm 2019 này thì em sẽ có rất là nhiều những cái dự định. Ngoài những cái bài hát mới để tặng cho khán giả thì em muốn là mình sẽ có điều kiện và thời gian để tổ chức một đêm nhạc để kỷ niệm 10 năm ca hát dành cho khán giả và đặc biệt là những FC yêu mến Chùa Giải Phóng trong suốt thời gian vừa qua. Wow, nghe vậy chắc chắn là fan của Phong sẽ rất là nóng lòng để chờ đợi để được tham gia trong cái show này. Thật sự là mong đợi cái sản phẩm này của Phong và chúc cho Phong sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công nữa với sản phẩm mới này của mình nhá. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chương trình của chúng ta thì ngoài những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cũng như là công việc của nghệ sĩ thì sẽ còn có một cái mini game trong cái cuốn cảm năng thần kỳ này. Rồi đây là một cái trắc nghiệm nho nhỏ thôi. Lần đầu tiên gặp ai đó, bạn sẽ nói chuyện về vấn đề gì? A, những gì bạn đã làm trong cuộc sống, và B, những gì dự định trong tương lai? Chắc là em sẽ chọn B. B. Rồi. Câu thứ hai, khi cầm một cuốn sách và ngồi ở một góc yên tĩnh, bạn sẽ chọn loại A, sách không giả tưởng, và B, sách giả tưởng. Em chọn một cái quyển sách giả tưởng đi. Câu thứ ba, bạn có xu hướng quan sát mọi thứ ở góc độ A, rất tỉ mỉ, B, tổng thể. Em thì là một con người rất là cẩn thận nên em chọn A. 2B, 1A. Bạn quan tâm tới những thứ A, thực tế ở hiện tại, hoặc B, có thể thực hiện trong tương lai. Chắc chắn là em sẽ quan tâm đến hiện tại. Okay, thế thì là mình có 2A, 2B rồi. Có lẽ là câu cuối cùng này sẽ là quyết định đó. Bạn thấy thoải mái hơn với A, hoàn cảnh hiện tại, hoặc là B, những ý tưởng mới? Em thích những ý tưởng mới. Lúc nào cũng thích ý tưởng mới, thích khám phá những điều mới mẻ. Rồi, dựa trên kết quả là mình có B nhiều hơn, thì nhiều lựa chọn B hơn chứng tỏ bạn là một người mơ màng với nhiều điều. Bạn đích thực là người sống hướng tới tương lai, lạc quan và luôn nhìn nhận mọi việc ở chiều hướng tích cực. Vậy nên đời sống tinh thần rất phong phú, đó là tài sản vô giá mà không nhiều người trẻ có được trước những áp lực học hành, công việc, kiếm tiền. Bạn nghiện những sáng kiến mới và có xu hướng trở thành người suy nghĩ quá nhiều. Lý thuyết về cuộc sống hoàn hảo đã đủ khiến bạn hài lòng. Tuy nhiên, thực tế và lý thuyết sẽ không thể là một nếu bạn thiếu sự cương quyết để hành động. Hay có đúng không? Cũng khá là đúng, em phải cương quyết hơn nữa. Nhiều khi mình muốn làm một điều gì đó, mình hay suy nghĩ là mình làm điều này nó có ảnh hưởng đến ai không? Mình làm điều này nó sẽ có những cái hại và cái lợi gì? Đi được một nửa đường rồi chẳng hạn, suy nghĩ thì mình lại đổi ý chẳng hạn. Như thế thì nó sẽ không đi tới đích được. Thì chứng tỏ là cái kết quả của trắc nghiệm này cũng khá là chính xác về Phong đúng không? Nếu mà hỏi Phong về một cái châm ngôn sống đối với Phong trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của mình thì đó là câu gì? Em chỉ nghĩ là có công mài sắc có ngày nên kim thôi. Mà còn rất là quen thuộc, nhưng mà thật sự là bao nhiêu cái trải nghiệm là mình thấy là nó đúng không? Làm công việc gì cũng vậy thôi. Mình phải cần cù và chăm chỉ, mình phải nhiệt huyết với nó. Vâng, rất là cảm ơn Phong đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với Jenny ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ còn một cái cơ duyên để có thể gặp Phong và chị em mình sẽ còn trò chuyện nhiều hơn nữa. Nhưng mà trước khi chúng ta chia tay thì Jenny cũng mời khách mời để có thể ghi chú lại cái trong ngôn sống của mình nè, cũng như là một vài dòng chia sẻ về trải nghiệm mình đã trải qua ngày hôm nay, và xin thêm một chữ ký nho nhỏ của rất Phong thôi, được không? Chắc chắn luôn. Một lần nữa cho phép Phong xin được trước mắt là cảm ơn chị Jennifer vì đã dành thời gian để đồng hành cùng với em ngày hôm nay, và xin được cảm ơn chương trình Du Ký Cùng Hoa Hậu. Rất là vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình này, và Phong hôm nay đã có những cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Cảm ơn Phong và chúc cho Phong thật nhiều thành công trong tương lai nữa nhé. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán thính giả đã dõi theo chương trình cùng với Jennifer và Châu Khải Phong ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị cũng đã có một sự trải nghiệm rất là thú vị ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9.